Tối 27 tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lên sóng livestream sau một thời gian vắng bóng ở mảng này để tập trung cho sự nghiệp phim ảnh cũng như chuyên tâm chăm sóc và ở bên con trai. Xuất hiện trên sóng livestream lần này, mỹ nhân sở kiều truyện diện một chiếc váy hai dây satin, kiểu dáng đơn giản nhưng khá thanh lịch nữ tính. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và ngày càng đậm thắm của Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ mới vừa lên sóng livestream được vài phút, những hình ảnh và clip của Triệu Lệ Dĩnh đã được cư dân mạng chia sẻ lên khắp các diễn đàn. Một trong những khoảnh khắc viral nhất mạng xã hội Weibo xứ Trung chính là giây phút Triệu Lệ Dĩnh ngồi ngẩn người nghỉ ngơi và uống nước rồi vô tư phòng má. Biểu cảm đáng yêu của mỹ nhân sở kiều truyện khiến netizen và người hâm mộ thích thú. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen có cánh cho nhan sắc ngày càng trẻ trung của Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn ngoại hình hiện tại, không ai nghĩ mỹ nhân sinh năm 1987 đã là mẹ một con. Vừa qua, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng truyền hình Phi Thiên lần thứ 34. Việc trở thành thị hậu tại một giải thưởng lớn giúp cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh tăng mạnh. Thậm chí nhiều người còn cho rằng sức ảnh hưởng hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt xa lứa tiểu hoa đáng tám làm như Dương Mịch, Ngeni, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Chưa dừng ở đó, sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh còn giúp một làng chài trở nên giàu có, làm sống dậy cả một làng nghề truyền thống. Theo tờ Nhật báo Giải phóng Trung Quốc đưa tin, người dân làng Xuân Vu, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến trong năm 2023 đã thăng thêm 243 triệu nhân dân tệ, hơn 850 tỷ đồng, số dư tiết kiệm tại hai ngân hàng đã tăng hơn 243 triệu nhân dân tệ, 850 tỷ đồng so với năm 2022. Ngoài ra là tăng thêm hơn 300 cửa hàng làm trăm hoa, 98 nhà hàng dịch vụ ăn uống và 12 homestay. Thành công này có được là nhờ bức ảnh cài trăm hoa của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh đã chụp một bộ ảnh tại Tuyền Châu, trong đó có vài bức ảnh của cài trăm hoa, một nét văn hóa truyền thống của người dân tại nơi đây. Bức ảnh được đánh giá rất đẹp và nổi khắp các mạng xã hội, cùng với đó là câu tương truyền kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp như hoa, khiến văn hóa cài trăm hoa trở nên nổi tiếng. Theo đó, vào trước Tết 2023, bộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh cài trăm hoa được thảo luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng. Kể từ đó, làng chài nhỏ này đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tuyền Châu, Trung Quốc. Nhờ vậy, hàng triệu lượt du khách đều đổ về làng Xuân Bu, Tuyền Châu để trải nghiệm văn hóa cài trăm hoa. Trước đó, làng chài ven biển này chủ yếu buôn bán hải sản, chỉ có 5 đến 6 tiệm chụp ảnh với hoa, nhưng nhờ lượng khách du lịch lớn đã có hơn 300 cửa hàng mới được mở ra. Văn hóa cài trăm hoa hot lên đã thay đổi cách mưu sinh của người dân. Bên cạnh đó, các cấp quản lý du lịch cũng thường xuyên có những buổi hội thảo quảng bá, ghi nhận đóng góp của Triệu Lệ Dĩnh với sự phát triển kinh tế của vùng. Từ một điểm tạo hiệu ứng lan tỏa, vực dậy nền kinh tế của một khu vực, đây chính là biểu hiện chính xác về tầm ảnh hưởng của nhân vật công chúng, Nhật báo Giải phóng viết. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh giành được giải Phi Thiên với tác phẩm Gió Thổi Bán Hạ. Đây được đánh giá là chiến thắng ngoạn mục có ý nghĩa không chỉ với nữ diễn viên nói riêng, mà còn thể hiện sự cải cách đổi mới của giải thưởng nói chung. Triệu Lệ Dĩnh có xuất phát điểm là diễn viên thần tượng, chuyên đóng dòng phim ngôn tình. Do đó, dù diễn xuất tốt, cô vẫn nhận nhiều định kiến. Vài năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển sang đóng phim chính kịch, có chiều sâu, đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất. Vì vậy, giải này như sự công nhận cho những cố gắng của Triệu Lệ Dĩnh. Đồng thời, việc một ngôi sao đi lên từ phái thần tượng giành giải chính quy cũng cho thấy các ngôi sao lưu lượng vẫn có cơ hội nhận giải nếu có tài năng.